À, hôm nay mình sẽ nói về tình hình giá xăng dầu liên tục lập đỉnh mới nguyên nhân chính là do trên lệch cung cầu nhu cầu dầu tăng cao từ các nền kinh tế sau đại dịch nhất là Trung Quốc nhu cầu về dầu cao hơn cả lúc trước dịch ngược lại thì nguồn cung xăng dầu thì đang thiếu hụt toàn cầu vì tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác gọi tắt là OPEC cộng đã không khai thác đủ sản lượng như đã cam kết cũng đồng đẩy nguồn cung khan hiếm. Trong khi đó, nhà máy lọc dầu trong nước thì giảm sản lượng, khiến cho giá xăng tăng cao. Theo Bộ Công Thương, thì hiện mặt hàng xăng dầu đang chịu các loại thuế phí như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế VT, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức của từng loại xăng dầu. Trong đó, thuế phí của xăng chiếm 42,7% tới 43,2%, của dầu là 21,2% tới 27,2%. Tất cả các ngành kinh tế liên quan đến xăng dầu như tính bắt thủy sản, vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, đường bộ, đường thủy, đường không đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc tăng giá xăng dầu. Việc xăng dầu tăng giá dẫn đến chỉ số CPI tăng và người tiêu dùng là đối tượng bị ảnh hưởng gián tiếp của việc xăng dầu tăng giá. nếu thuận tiện thì mọi người hãy chuyển sang di chuyển bằng phương tiện công cộng xe tập điện xe đạp hoặc đi bộ bên cạnh đó mọi người hãy tìm thêm một nguồn thu nhập khác để đảm bảo nhu cầu cuộc sống ở quy mô doanh nghiệp thì mình đã dành cho các chuyên gia kinh tế vì đó không phải là chuyên môn của mình cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo chào mọi người